Do liên quan đến lịch trình di chuyển của một ca bệnh COVID-19, nên sáng nay, chợ Tân Chính thuộc phường Tân Chính, quận Thanh Khê đã tạm dừng hoạt động và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Qua điều tra dịch tễ và tiến hành truy vết, quận Thanh Khê xác định có một trường hợp mắc COVID-19 đã từng đến chợ Tân Chính để mua sắm. Ngay lập tức vào sáng nay, phường Tân Chính đã cho dừng hoạt động buôn bán tại chợ, đồng thời tiến hành khử khuẩn theo quy định. Qua phát hiện F0 thì ban quản lý và ủy ban chỉ đạo là hiện tại là ngừng hoạt động tại chợ. Ban quản lý là cũng rút cái kinh nghiệm mà chặt chẽ hơn nữa, là nghiêm túc hơn nữa để cho đảm bảo cái khâu phòng chống. Theo điều tra dịch tễ thì ngay tại chợ Tân Chính có một trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh đã được đưa đi cách ly tập trung. Để kịp thời đánh giá nguy cơ ngăn chặn dịch lây lan, phường Tân Chính cũng đã phối hợp với ngành y tế triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương buôn bán tại chợ ngay trong sáng nay 20 tháng 6. Tất cả 130 tiểu thương tại chợ đã có mặt đầy đủ để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Vì theo tình hình thì có ca F0 đã vào chợ để mua bán trong các ngày hôm trước. Thì phường sáng hôm nay 9 giờ thì trạm y tế phường và các lực lượng chức năng đã tham gia xét nghiệm toàn bộ tiểu thương trên địa bàn trong chợ Tân Chính. Ngoài trường hợp F1 tại chợ Tân Chính thì đến nay, phường Tân Chính đã điều tra dịch tễ và cách ly 9 F1 khác, xác định 27 F2 và 8 F2 nguy cơ và đã có can thiệp y tế phù hợp. Địa phương cũng đã phối hợp với ngành y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng nguy cơ cao để ngăn chặn dịch lây lan.